Và bạn lên Singapore thì có một lễ hội rất là nổi tiếng mà quý vị được biết, đó là lễ hội Chinh Gay. Thì nhân đây thì chị Hồng Ly có thể chia sẻ với các bạn lễ hội này là như thế nào được không ạ? Thì có thể chia sẻ một chút về lễ hội này để quý vị cùng với các bạn học sinh đi Singapore học cái gì mà hơn. Thì khi mà các bạn mà du khách đến Singapore trong cái dịp Tết thì không thể nào để bỏ qua cái lễ hội Chinh Gay của người dân Singapore. Thì Chinh Gay Paradise là hay là gọi lễ hội đường phố Chinh Gay có cái từ cuối thế kỷ 19 và được chính thức tổ chức hàng năm tại Singapore trong dịp Tết âm lịch kể từ năm 1972. Thì trong những năm gần đây thì lễ hội Chinh Gay không chỉ thu hút người dân Singapore mà cả những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Singapore cũng tham gia vào lễ hội này. Thì cái lễ hội Chinh Gay ngày càng hoành tráng và đa dạng hơn. Thì đây là một dịp để cho người dân Singapore thể hiện và cũng là củng cố cái nền văn hóa đa sắc tộc của mình qua một biểu diễn diễu hành rầm rộ gồm có các cái đoàn xe hoa được trang trí theo cái motif riêng của từng dân tộc, các điệu múa dân tộc với các trang phục truyền thống, tất cả đều hòa chung về một chủ đề đặt ra cho mỗi năm. Thì ở đây cũng là dịp để cho người Singapore vừa vui chơi vừa thắt chặt tình đoàn kết giữa các cái sắc tộc chính trong nước và với các cộng đồng dân tộc trên thế giới. Thì lễ hội Chinh Gay cũng là một cơ hội vàng cho Singapore giới thiệu đến toàn thế giới hình ảnh đầy ấn tượng của mình qua một lễ hội hoành tráng và đầy sắc màu đất nước. Và các bạn nhớ nhé, khi mà qua Singapore thì các bạn đừng quên tham gia vào lễ hội Chinh Gay. Đây là một dịp để mà các bạn tham gia vào cái nền văn hóa